你讲的哪里的？在上我们牛皮。Chuyện nhà càng xinh hay, khám phá bí quyết tạo nên trà ô long đích thực. Từ những bức trà ô long tươi non Thái Nguyên, được lên men cẩn thận để nên một hàm lượng ô long. Nổi tiếng 16 năm qua, đây mì gấu đỏ tôm và gà xanh Thế Hành giới thiệu công thức hành vi cải tiến ngon hơn, thơm hơn, tặng ngay 3 gói trong mỗi thùng. Vườn bạn có nhưng mà bốc mấy cái xong sữa tươi vitamin 100% mới lấy còn tốt hơn cho bổ sung vitamin D hỗ trợ miễn dịch. Tận hưởng trà ô long T-Plus với OTPP giúp hạn chế hấp thu chất béo cho cơ thể cảm giác nhẹ nhàng. Trà ô long T-Plus uống cho ngày thêm nhẹ. Khoan 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 à! Nếu ba có thể dạy là dạy yên ổn lương tâm mà sống tới cuối đời. Lúc nãy anh Kim Hùng có nói là không bao giờ nhận tiền bạc của bác đâu mà. Còn có biết Kim Hùng có ước mơ xây dựng sự nghiệp gì cho bản thân không? Anh Kim Hùng vẫn thường ước mơ có được một dựng kiện. Anh muốn dựa trên những đam mê cây kiện để làm kinh doanh trên lĩnh vực này. Anh muốn có thật nhiều tiền để lo cho bác Minh Hoa và các em của anh nữa. Ông Quốc Bình, chồng của bác, chắc chắn là phải trả giá cho hành động mẫu này. Còn Quốc Thắng, còn bác cũng đã chết rồi. Bác chưa chắc thoát tội, đã che giấu tội phạm mấy lâu nay. Bác muốn bán căn nhà và tất cả cổ phần trong công ty. Bác bán để bác có tiền làm tất cả những gì mà bác cần phải làm con ạ. Kìa bác, nguyện ước của bác là sẽ dùng toàn bộ tài sản để làm từ thiện. Nhưng bác còn có một mong muốn là giúp đỡ cho anh em Kim Hùng. Nhưng bác không thể nào giúp đỡ trực tiếp được. Bác muốn nhờ cháu với Diệp Nhung à? Chứ không dám đâu. Nếu không dám biết đây thì anh sẽ nhận hồ sơ đi. Vậy cháu có cách nào để có tiền một biết? Đó là số tiền của bác. Nhìn đi, đó đó, đây đây. Vẫn là tiền mà con Kim Thành từng được kiếm lại. Nó cần được trả lại đúng rồi. Cháu hãy giúp bác được công việc vô. Thôi, lại vô tiếp nữa. Để vô tiếp nữa. Để vô tiếp nữa. Ông à, tiền bán cũng chẳng là ông vậy.
Lần này tại bà mà hại gia đình ra nông nổi như vậy. Bà đã tỉnh ngộ chưa? Tôi biết lỗi rồi mà. Hứa tôi không chơi chứng khoán nữa đâu. Mọi chuyện á là do cái tánh tham lam của bà nghĩ ra hết. Bây giờ bà đã biết sợ rồi thì từ nãy về sau bỏ cái thói đó đi. Tôi biết rồi mà. Thôi tôi vào trong động con cho anh nha. Con Hải Loan nó đâu rồi? Nó ở trong phòng đó. Không biết dạo này có chuyện gì mà nó cứ ở riết ở trong phòng à. Có vẻ buồn dữ lắm. Tôi hỏi gì á nó cũng trả lời hết. Thì tại vì bà kiếm chuyện với thằng Chim Cường cho nên con nó mới vậy. Cái nhỏ á, tôi còn nó tự do yêu đương rồi, tôi đâu có cấm cản nữa đâu. Thôi ông mà nghỉ mệt nha, tôi vô giọng cơm. Hãy subscribe cho
chọn anh đến tế mày đâu. Chứ thấy hôm nay là lần cuối cùng tôi vào thăm ông. Tôi muốn báo chồng biết. Tôi may mắn là vừa lắng trang. Nhưng tôi vẫn quyết định mang lên hôn làm chồng biết. Mẹ ơi, còn mua chén nữa đây anh chị. Mua chén con ăn nó còn. Thì bản thân tôi cũng không được. Mua xong vừa nãy. Mày đủ can đảm để làm chuyện này. Tôi vừa mới mà bắt thì bà mà bắt Kim Cương á. Bà đã cản tình cản nghĩa như vậy cũng đâu có thua gì tôi đó. Sư tôi lẽ ra ông nên có kết cục này sớm hơn thì Quốc Thắng con của tôi cũng đã không chết. Còn tôi với bà cũng không phải đồng tình. Tôi trách bản thân của mình đâu quá gì quá mù quáng bao che cho bà nghe cho biết bao nhiêu người. Tôi đã dùng đủ mọi cách làm mọi thủ đoạn để trở thành kẻ của mình được nhau. Vậy mà bà đã học đúng không? Bà cũng tàn nhẫn lắm. Tới tận giờ này bà còn chưa tỉnh ngộ nữa à? Không cần phải phát con ngược để trong con người của ông thì cuối cùng ông cũng sẽ nhận hậu quả mà. Ông ký đi. Em tìm được cả thêm đồng đàn đó. Khi chưa biết thì tiếng lắm. Vì chỉ là lớn lắm. Đứng chỉ là lớn bàn tay. Ôi trời. Dĩ. Dạ. Dĩ bị gì không? Dĩ còn bé nữa. Dĩ dạ. Dạ. Tắt mày như vậy không? Dán quay camera vô các bác định dán quay camera thế đi nào mất rồi mưa mố nó được tỉnh cống thôi nhanh đấy. Không nhổ đi lên 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 ai bị chụp vậy nè chị Giang. Chị Giang hỏi được gì chụp chụp luôn một biết ở đâu chứ.